Ari thì có hay có biểu tình với anh. Đúng rồi, nó là Servo Unrest. Servo. Và khi cái này nó xảy ra thì cái schedule nó cũng bị ảnh hưởng luôn. Cái đường vào sân bay Sài Gòn nó có phải tắc không anh? Không, bây Anh giờ chị ơi, ngon em lắm. gửi link trên trên cái chat đi ạ. Các anh chị điền vào, điền màu vào ấy luôn, vào trong cái link luôn anh ạ. Vâng, em gửi rồi đấy, chắc là mọi người không để ý thôi. Tuấn ơi, vào chat lại Tuấn ơi. Vâng, em ấn vào chat có một cái theo ấy. Vâng. Vào điền cho cả lớp luôn. Hiếm gặp rồi xong rồi gặp thường xuyên Vâng. và ít gặp không có đúng không? Đúng rồi, chính xác ạ chị ạ. Vâng. À, tức Đúng là rồi. giờ mình phải xác định cái sự kiện mà tụi chị nói score là Đúng lấy cái rồi. điểm đó cộng tổng lại đúng Đúng không? rồi, đúng rồi. Thì cái này cũng chỉ là ước lượng được thôi, cũng không thể là chính xác được đâu ạ. Thì mình ước lượng là